trung tâm thành phố mới Bình Dương nằm trong dự án phát triển khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương với diện tích sẵn có 1.000 hecta phục vụ cho 125.000 người định cư và 400.000 người đến làm việc thường xuyên. Việc quy hoạch rất được tỉnh Bình Dương quan tâm và theo yêu cầu của chính phủ, trung tâm thành phố mới Bình Dương được quy hoạch chi tiết 1/500 bởi Viện Quy hoạch Kiến trúc thuộc Trường Đại học Quốc gia Singapore. Cơ sở hạ tầng như đường giao thông, hệ thống điện ngầm, thông tin viễn thông bằng cáp quang, quảng trường, công viên cây xanh, hồ nước trung tâm đã được thi công hoàn chỉnh. Trung tâm chính trị hành chính tập trung của tỉnh Bình Dương đã được chính phủ thuận chủ trương xây dựng tại đây. Các dự án thành phần khác, trường đại học quốc tế, công viên công nghệ cao, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, khu biệt thự sinh thái sẽ được khởi công xây dựng ngay vào tháng 6 năm 2009. Kính mời quý vị đi vào quy hoạch chi tiết của thành phố mới Bình Dương. Thành phố mới Bình Dương sẽ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của toàn tỉnh. Một trung tâm đô thị hiện đại, năng động, bền vững, với đầy đủ các loại hình phát triển phục vụ trên 1 triệu người. Với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hệ thống giao thông công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, thành phố mới được kết nối dễ dàng với các tỉnh thành lân cận. Khách sạn, trung tâm hội nghị và trung tâm triển lãm quốc tế nằm dọc theo đại lộ trung tâm, tạo ra nhiều không gian ở, gặp gỡ, giao lưu. Chuỗi các cửa hàng, lối đi có mái che và phố ăn uống ngoài trời tạo nên một khu vực mua sắm bộ hành hấp dẫn. Điểm nhấn của các hoạt động cộng đồng là trung tâm văn hóa, nơi tổ chức các chương trình biểu diễn trong nhà hay các sự kiện ngoài trời trên toàn quy mô quảng trường. Tuyến phố mua sắm kết nối quảng trường văn hóa với trung tâm hành chính bởi các lối đi ngầm tách biệt người đi bộ với phương tiện giao thông. Ga tàu điện ngầm được đặt ở vị trí trung tâm với khoảng cách đi bộ hợp lý tới toàn bộ các khu chức năng quan trọng của thành phố. Mô hình trung tâm chính trị hành chánh tập trung là nét mới trong việc cải cách quản lý hành chánh của chính quyền tỉnh Bình Dương nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho người dân. Toàn bộ khu hành chánh văn hóa được quy hoạch tạo nên một tổng thể đô thị đặc biệt đa dạng về không gian công cộng nhằm khuyến khích các hoạt động giao lưu cộng đồng. Được quy hoạch để trở thành một thành phố xanh, hình ảnh mà ta cảm nhận được sẽ là những không gian trẻ trung, đầy sức sống. Đó là cảnh quan hồ nước, công viên, các lối đi bộ, đi dạo, dọc theo những hàng cây. Các khuôn viên xanh lớn nhỏ được kết nối nhịp nhàng, mang đến một hình ảnh thiên nhiên hài hòa và gần gũi. Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong thiết kế phát triển bền vững, thành phố mới hiện đại mà lại rất gần gũi với thiên nhiên. Với một vị trí chiến lược cận kề trung tâm hành chánh tập trung, quần thể công trình thương mại tài chánh văn phòng tiêu chuẩn A sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của các doanh nghiệp từ trong nước cho đến các tập đoàn đa quốc gia danh tiếng. Từ trung tâm thương mại tài chánh văn phòng, với một khoảng cách đi bộ ngắn, chúng ta sẽ đến với các khu nhà ở, cửa hàng và dễ dàng sử dụng các tiện ích sẵn có của khu vực. Các cao ốc văn phòng hiện đại nằm trong trung tâm thương mại tài chánh tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, uy tín và hiệu quả. Công viên sản xuất kinh doanh công nghệ cao là một điểm nhấn nữa bên cạnh khu trung tâm tài chánh, văn phòng. Nơi đây sẽ là động lực cho sự trao đổi, phát triển kinh doanh ở trình độ công nghệ tiên tiến nhất. Các lối đi được phủ xanh sẽ đưa chúng ta từ khu vực trung tâm đến các khu ở lớn nhỏ khác nhau. Bạn hãy tưởng tượng như đang sống giữa màu xanh thiên nhiên với các khu biệt thự, khu căn hộ được bố trí để tận hưởng tầm nhìn đẹp nhất về phía công viên trung tâm. Tính đa dạng trong thiết kế và xây dựng nhà ở sẽ mang đến cho các bạn nhiều sự lựa chọn nhất cho tổ ấm tương lai của mình. Thêm vào đó là các dịch vụ tiện ích thiết yếu như trường học, trạm y tế, cửa hàng cũng được quy hoạch bố trí đồng bộ nhằm phục vụ tốt nhất cho cư dân của toàn thành phố.
Bạn có thể hình dung dễ dàng mình đang ở điểm nào trong thành phố nhờ cách tổ chức không gian rõ ràng, mạch lạc. Tản bộ trong thành phố là một sự tận hưởng các không gian đầy ắp thiên nhiên. Giáo dục đào tạo với đẳng cấp quốc tế là một sự đầu tư tri thức cho tương lai. Thành phố mới được biết đến bởi trường đại học kỹ thuật quốc tế. Bên cạnh đó, nhu cầu rèn luyện, nâng cao thể chất của người dân cũng được quan tâm đúng mực thông qua việc xây dựng một trung tâm thể dục thể thao với quy mô lớn. Phía nam thành phố là khu vui chơi giải trí gồm có hai sân golf, trường đua ngựa với sức chứa hàng chục ngàn người cùng các dịch vụ giải trí khác. Bệnh viện đa khoa quốc tế ngay bên cạnh sẽ phục vụ mọi nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thành phố mới Bình Dương, một thành phố thân thiện, điểm đến cho tất cả.